Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Nhiều cá nhân, tổ chức tại Nhật Bản hưởng ứng và ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Cơ hội tăng trưởng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ khi quốc gia này đang phục hồi dịch vụ và du lịch trong dịch COVID-19. Hành trình đạp xe xuyên Việt của chàng trai Hà Nội Đặng Thế Lâm và tấm lòng kết nối hỗ trợ người khiếm thị. Sau đây là thông tin chi tiết. Ngày 7 tháng 7, hơn 97.000 liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer đã về đến Việt Nam. Đây là lô vaccine đầu tiên trong tổng số hơn 31 triệu liều đã được Bộ Y tế đàm phán mua từ Pfizer-BioNTech. Sau khi về đến Nội Bài, lô vaccine được đưa về kho trung tâm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để bảo quản trong nhiệt độ âm 80 độ C và tiến hành đánh giá chất lượng trước khi tiêm. Số vaccine này sẽ được ưu tiên phân bổ sớm cho các tỉnh thành đang có dịch. Các đơn vị được yêu cầu hoàn thành việc tiêm trong một tháng để đảm bảo chất lượng vaccine. Số lượng vaccine Pfizer về trong đợt này đánh dấu một bước thành công trong tiến trình đàm phán của chính phủ để đưa được nhiều loại vaccine về Việt Nam. Dự kiến, toàn bộ số vaccine đã đặt mua của Pfizer-BioNTech còn lại sẽ về đến Việt Nam từ nay cho đến cuối năm. Ngày 6 tháng 7, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ tiếp nhận tiền ủng hộ của các doanh nghiệp đoàn Nhật Bản có thực tập sinh Việt Nam đang làm việc và các tổ chức cá nhân người Việt đang làm việc tại Nhật Bản dành cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Tổng số tiền ủng hộ tại sự kiện này lên tới hơn 6 triệu yên, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đã cảm ơn sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp dành cho quỹ vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, sự ủng hộ quý báu này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho người dân Việt Nam sớm vượt qua đại dịch. Đại diện các nghiệp đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản tham gia lễ tiếp nhận đều bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát để các hoạt động giao thương giữa hai nước sớm trở lại bình thường. Tôi cho rằng điều quan trọng là phải có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước để có thể sớm kiểm soát đại dịch. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, nếu có thể, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều bạn trẻ Việt Nam ở Nhật Bản không thể về nước và ngược lại, nhiều thực tập sinh khác cũng không thể sang Nhật Bản. Nghiệp đoàn chúng tôi mong muốn đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Việt Nam, qua đó có thể nhanh chóng khống chế dịch bệnh và nối lại hoạt động đi lại giữa hai nước. Cùng với các nghiệp đoàn và doanh nghiệp Nhật Bản, tham gia đợt đóng góp lần này, các cá nhân, đại diện doanh nghiệp của người Việt Nam tại Nhật Bản cho biết sẽ luôn sẵn sàng chung tay với người dân cả nước để đối phó với dịch bệnh, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng đối với các biện pháp phòng dịch của chính phủ Việt Nam, cũng như hiệu quả mà quỹ vaccine sẽ mang lại trong cuộc chiến chống COVID hiện nay. Cái tình COVID rất là khó khăn cho chung cả tại trên toàn thế giới và nói chung mà Việt Nam cùng Nhật Bản nói riêng. Là trước cái tình hình mà Việt Nam cũng ngày càng bùng dịch như vậy thì công ty chúng tôi cũng đã có một chút phần quà gửi về cho quê hương đất nước của mình để chung tay vào cái quỹ vaccine COVID để giúp đồng bào chúng ta có thể nhanh vượt qua cái đại dịch COVID năm nay. Lễ phát động ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 của chính phủ Việt Nam tại Nhật Bản đã được tổ chức từ ngày 13 tháng 6. Đến nay, quỹ vaccine đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, cũng như sự ủng hộ của đông đảo kiều bào đang sinh sống và làm việc tại đây. Tại Hà Nội, sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới, thành phố khuyến cáo người dân hạn chế ra đường. Thông tin chi tiết trong cụm tin sau đây. Người dân Hà Nội chỉ nên ra ngoài đường khi thực sự cần thiết. Khuyến cáo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội ngày 6 tháng 7 sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới. Theo đó, người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, tuyệt đối không được chủ quan. Ổ dịch ở Đông Anh có nguy cơ cao do các ca mắc mới làm việc ở khu công nghiệp, tiếp xúc với nhiều người. Đà Nẵng thực hiện cách ly có thu phí đối với người đến thành phố từ vùng dịch trong 21 ngày.
các khách sạn sẽ được lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá để đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện cho việc cách ly. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cần kịp thời thông báo đến các hãng hàng không để thông tin đầy đủ đến khách hàng. Chuyển sang các thông tin khác, theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đang tăng trưởng rất mạnh trong các tháng đầu năm và dự báo sẽ tăng đột phá trong những tháng tiếp theo. Các chuyên gia nhận định, việc triển khai rộng rãi và nhanh chóng tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 và gói kích thích kinh tế của chính phủ Mỹ đã thúc đẩy kinh tế nước này tăng trưởng. Do vậy, các đơn hàng thủy sản gia tăng không chỉ ở lĩnh vực bán lẻ mà cả ở phân khúc dịch vụ, thực phẩm, nhà hàng, khách sạn. Đây được coi là cơ hội mới cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Costco là một trong những hệ thống siêu thị bán buôn lớn nhất tại Mỹ. Hiện nay siêu thị này đang chào bán nhiều loại tôm đông lạnh của Việt Nam với giá dao động từ 14 đến 15 đô la, rẻ hơn khá nhiều so với mức 23 đô la của sản phẩm cùng loại được nuôi tại Mỹ. Tôm Việt Nam đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Mỗi khi đến đây, tôi đều mua sản phẩm này. Nó thực sự rất ngon. Tôi thường chế biến nó với gạo, rau và tỏi. Đây là món ăn ngon nhất mà tôi mua ở siêu thị này. Theo thống kê từ đầu năm tới nay, tôm là mặt hàng thủy sản chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, đạt mức tăng trưởng hơn 45% một tháng. Một số sản phẩm thủy sản khác như cá ngừ cũng có kim ngạch tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh tế Mỹ bắt đầu phục hồi sau cái chiến dịch tiêm chủng với quy mô lớn, cũng như gói kích thích kinh tế của chính phủ đang phát huy tác dụng kích thích nhu cầu tiêu dùng, trong đó có nhu cầu tiêu dùng thủy hải sản, đặc biệt là cá ngừ trên các cái phân khúc như là kênh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vân vân và kênh phân phối bán lẻ. Khảo sát tại các hệ thống siêu thị của Mỹ cho thấy các mặt hàng thủy sản của Ấn Độ, Indonesia và Ecuador vẫn chiếm tỷ trọng lớn so với các sản phẩm của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ tăng mạnh và một số nước xuất khẩu khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì dư địa cho thủy sản Việt Nam vẫn còn rất lớn. So với cái kim ngạch nhập khẩu hàng nông sản, trong đó có thủy sản của Mỹ, một năm khoảng trên 140 tỷ đô la, thì kim ngạch của Việt Nam mới chỉ chiếm có 0,5%. Như vậy là dư địa tăng trưởng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam là rất lớn, nhất là trong bối cảnh kinh tế Mỹ bắt đầu phục hồi. Hiện nay, nhiều siêu thị và các địa điểm du lịch trên toàn nước Mỹ đã dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế đối với khách hàng. Với đà phục hồi của các ngành du lịch và dịch vụ như hiện nay, thì nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ thủy sản của quốc gia này dự báo còn tăng mạnh cho đến cuối năm. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Có một chàng trai Hà Nội tên là Đặng Thế Lâm vừa kết thúc hành trình xuyên Việt 57 ngày chỉ với một chiếc xe đạp. Không chỉ khám phá vẻ đẹp đất nước, con người khắp nơi, điểm đặc biệt là trong chuyến đi này, anh còn kết nối và hỗ trợ cộng đồng người khiếm thị trên khắp cả nước. Xin chào các bạn, tôi là Đặng Thế Lâm, tôi đến từ Hà Nội. Tôi dự định đi xuyên Việt trong vòng 60 ngày, với điểm xuất phát là cột cờ Lũng Cú và điểm đích đó sẽ là Mũi Cà Mau. 57 ngày, 3.071 cây số. Có những ngày đạp xe dưới cái nắng 40 độ của miền Trung hay dưới cơn mưa tầm tã trên cổng trời Quản Bạ, Hà Giang. Hơn tất cả, chuyến đi còn giúp anh kết nối được với rất nhiều người khiếm thị trên khắp cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh những ngày đầu tháng 5, điểm dừng chân của anh Thế Lâm là mái ấm Thiên Ân. Ở đó thì có 27 bạn, đó là các bạn học sinh khiếm thị đang sống và học tập tại mái ấm Thiên Ân, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến đó thì tôi nghĩ rằng tôi cũng chỉ muốn có một cuộc gặp chia sẻ với các bạn nó rất là thân thuộc để tìm hiểu thêm về cuộc sống của người khiếm thị và đặc biệt là các bạn học sinh. Nhưng mà các bạn chào đón tôi bằng một cái bài hát nó rất hào hùng và nó rất là vui và đặc biệt là có những cái nhạc cụ mà tôi cũng rất là ấn tượng. Thì nó là một cái khoảnh khắc nó cũng rất là đáng nhớ tại miền Nam. Hành trình xuyên Việt một mình của chàng trai Hà Thành đã khép lại với hơn 206 triệu đồng quyên góp được. Không đi theo con đường là một kỹ sư, Đặng Thế Lâm quyết định rẽ ngang, hướng đến các hoạt động cộng đồng. Anh đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của mình bằng việc thành lập tổ chức phi chính phủ mang tên Việt Nam và những người bạn. Thư viện sách nói cho người khiếm thị, dạy tiếng Anh cho trẻ khiếm thị chỉ là hai trong số các hoạt động đang được triển khai. Và anh cũng mong muốn rằng anh Lâm sẽ luôn khám phá và tìm hiểu ra được nhiều thứ mới và nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay để lôi kéo và rủ rê chúng em cùng làm và cùng tham gia.
Hành trình 10 năm đồng hành của người khiếm thị sẽ còn kéo dài bởi sự chân thành và lòng nhiệt huyết cống hiến cho cộng đồng luôn hiện hữu ở chàng trai Hà Thành này. Gọi tên tôi thoát xa cơn mơ nào, tranh vênh bờ bến sâu bao gọi mời. Tấm lòng sẻ chia, thiện nguyện được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Tại thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ niềm đam mê nhiếp ảnh, bạn trẻ Nguyễn Kỳ Anh rong ruổi trên khắp các con phố trước giãn cách xã hội để chụp lại những khoảnh khắc mưu sinh chân thực, bình dị của người lao động nghèo. Từ đó, anh chia sẻ những hình ảnh này lên tài khoản mạng xã hội của mình và kêu gọi mọi người cùng nhau giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ấy. Những hình ảnh mộc mạc qua các thước hình của Kỳ Anh sẽ có trong phóng sự sau đây. Chú Ninh thương vợ. Bà Đoàn bán bánh kẹp mạch nha. Bà Dầu bán dầu gió tăm bông. Đó là những nhân vật trong các bức ảnh của bạn trẻ Kỳ Anh. Từ khi thực hiện dự án Saigon Moments, đến nay Kỳ Anh đã có 10 bộ ảnh về 10 nhân vật là những người lao động nghèo trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh. Nói với em, mỗi nhân vật em tìm đến là một câu chuyện khác nhau, một cuộc đời khác nhau. Cho nên là em rất là đồng cảm và em muốn cùng mọi người sẻ chia những khó khăn này. Tranh thủ những buổi cuối tuần và những ngày đi làm về sớm, Kỳ Anh dành thời gian rong ruổi trên những con phố, gặp gỡ, trò chuyện và xin phép được chụp những bức ảnh về những người lao động nghèo. Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện đáng suy ngẫm đằng sau đó. Em tìm đến mỗi nhân vật, sau đó em sẽ giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Chú Ninh 70 tuổi, bị mất một chân, làm nghề bán vé số. Chú có cô con gái 32 tuổi, bị bại não. Cùng vợ ngồi xin tiền ở ngã tư Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh. Mỗi bức ảnh chụp được, Kỳ Anh sẽ chỉnh sửa cẩn thận và ghi thông tin chi tiết địa chỉ của nhân vật, với mong muốn sẽ có những người tới giúp đỡ họ. Thông điệp mà em muốn gửi đến mọi người đó chính là sự sẻ chia và sự đồng cảm đối với những mảnh đời khó khăn, và đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Em muốn lan tỏa dự án của mình đến với nhiều người hơn, và thông qua lăng kính của mình thì em muốn giữ lại được những khoảnh khắc đẹp của những người lao động. Những nụ cười hiền hậu, dáng vẻ tần tảo, vất vả bao quanh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện. Với chàng trai trẻ Kỳ anh luôn mong những bức ảnh kia sẽ giúp được gì đó cho những người lao động nghèo mà anh đã gặp và đã chụp ảnh. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ trang web đang hiển thị trên màn hình hoặc tại ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.